Thích Mâu Ni Phật tác đại chứng minh. Kính thưa liệt quý vị, hôm nay buổi thứ 9 của nội dung cận tứ nghiệp, trung ấm và tái sanh, chúng ta tìm hiểu hai giai đoạn quan trọng, có hai cái mốc quan trọng, hai cái giai đoạn quan trọng ở trong lúc lâm chung quyết định việc tái sanh, quyết định vãng sanh, quyết định giải thoát. Hai cái điểm quan trọng này nó có thể xảy ra ở trong một sát na, tức là một cái nháy con mắt, hoặc là nó kéo dài lâu nhất là một ngày. Về thời gian, tức là xảy ra rất nhanh trong tích tắc, tu nhất kiếp ngộ nhất thời mà, nhưng cũng có thể nó kéo dài cho chúng ta được một ngày. Đó gọi là hai cái giai đoạn quan trọng. Hai giai đoạn quan trọng. Giai đoạn thứ nhất chúng ta tìm hiểu, đó là giai đoạn mà các đại lần lượt tan biến vào nhau. Giai đoạn thứ nhất được gọi là các đại tan biến vào nhau. Chúng ta thấy có năm đại: địa, thủy, hỏa, phong, không và thức. Cho nên là sáu đại. Còn một cái nữa là gọi là kiến đại. Kiến đại cái này phải đi vào trong Thủ Lăng Nghiêm chúng ta mới tìm hiểu. Còn ở đây chúng ta chỉ biết rằng có sáu đại: địa, thủy, hỏa, phong, không và thức. Và cái trạng thái các đại hòa vào nhau như thế nào? Thứ nhất, đầu tiên chúng ta biết đó là địa đại nó tan vào trong thủy đại. Đất tan vào trong nước. Đất không có tan vào chỗ nào được hết, phải không? Đất tan vào trong nước. Ráng tập trung nghe hình dung cho rõ. Thân thể chúng ta, những cái phần cứng như là xương, tóc, răng, những cái thứ mà lấy từ đất, tính chất của đất, bây giờ nó không có còn trụ vững nữa. Người này đang đứng tự nhiên té cái bịch xuống. Đó là gì? Địa đại nó không còn giữ được cái sức lực nữa. Nó không còn giữ được nữa. Và vì sao? Bởi vì nó không còn cố kết theo một cái chất chén nữa, mà nó bị rã. Nó tan rã. Mà chúng ta thường thấy, thường thường đất với nước ở chung, mà đất á, nó rã, thì sao? Nó rã vô trong nước. Hiểu được chưa hả? À. Và nếu như mà đất nó rã vào trong nước thì người này bắt đầu họ cảm nhận, lúc bây giờ chúng ta sẽ cảm nhận cái thế giới này nó chuyển sang cái màu vàng. Sau này gần chết ngáp ngáp á, biết mình thấy cả thế giới này màu vàng hết rồi á, là xong á. Chỗ này trạng thái này chỉ có người chết mới thấy, người khác không thể thấy được. Đây là một trạng thái hết sức đặc biệt. Và thường người ta thấy xong người ta chết luôn, không có cỡ lại nữa. Còn người nào mà chưa thấy chết, đó chỉ là cái chết lâm sàng. Đó là một trạng thái bị chuyển của dị trục thức. Trạng thái đó là khác nữa. Nhưng chưa phải là chết thật. Mặc dù khoa học nó thấy người này ngừng thở, nhưng sau đó có thể 5-7 ngày thở lại. Cái này chưa phải là chết thật. Đã chết thật thì chắc chắn người đó nhìn thấy cả thế giới này chuyển sang màu vàng. Và ở trong tâm của họ, họ sẽ cảm nhận một điều giống như họ đang sao? Đang chìm xuống nước. Cả cái mặt đất này nó giống như nó lục lội, nó giống như sình lầy, nó trồi lên và nó nhấn chìm chúng ta xuống. Lúc bây giờ nếu như mà, tức là cái lúc bây giờ tất cả những cái sức lực mà chúng ta gọi là có được ở trên cơ bắp của mình á, nó không còn nữa. Thầy có nghe một cái tiếng gọi điện quen thuộc, cái tiếng gọi điện thoại của ai đó, một cái tiếng quen thuộc cả ngày nay hình như là reo nhiều lần. Xin lỗi, điện thoại của ai vậy? Tại sao đó xảy ra nhiều lần trong một ngày mà xảy ra hoài vậy? Thôi chúng ta trở lại vấn đề. Còn không biết điện thoại của ai nữa hết à? Cái này
chúng ta nói ra nó sinh phiền. Nhưng mà quý vị cố gắng ý thức giùm cho thầy. Chúng ta hỗ trợ, ví dụ có một số Phật tử lớn lớn còn không có làm kịp ấy, thì người ngồi gần bên đó chúng ta có thể hỗ trợ. Chúng ta nhanh chóng ổn định đạo tràng chứ không có đỡ như vậy xảy ra nữa. Nên sám hối việc đó. Tất cả mọi hiện tượng lúc bây giờ nhìn thấy cả một cái thế giới biến sang màu vàng, và tất cả sức lực ở trên tay chân cơ bắp của chúng ta không còn một sức lực nào nữa. Chúng ta đứng cũng không được nữa, nó tự rơi xuống, tự ngã xuống. Và ở trong tâm chúng ta cảm nhận giống như là chúng ta đang bị chìm xuống dưới nước. Đó là trạng thái do địa đại nó rã. Thành ra tự nhiên chúng ta cảm nhận như vậy. Đó là cái cảm nhận của tâm mình á. Thì ở trong trạng thái này, nếu như người nào tu tập và quán chiếu và biết rõ cái chân lý này, biết rõ chân lý này, thì người này chỉ có việc là không cần bận tâm gì khác. Và biết rõ đây là gì? Đây là trạng thái biến hóa của tâm. Bởi vì vạn pháp duy tâm tạo, tất cả mọi thứ đều từ tâm mà sinh ra, không có cái gì ngoài tâm hết. Và thưa liệu quý vị, ở trong tâm lúc bây giờ mình cứ quán chiếu tâm mình chính là màu vàng này. Tại vì nó từ tâm mà biến ra, và tâm chính là màu vàng. Đây chính là gì? Đây là cách mà chúng ta chặn đứng cái thế giới đối đãi nhị nguyên, tức là thế giới đây kia của chúng ta. Ở trong trạng thái này, nếu như người nào thường ngồi thiền, chúng ta thỉnh thoảng cảm nhận hình như là có động đất, tức là nó cái mặt đất nó rung chuyển, cái giường của mình nó rung rầm rầm lên như vậy. Mình tưởng tượng giống như là đang chuẩn bị động đất, hay là có động đất xảy ra, nhưng mà chúng ta không có thấy, chúng ta không có nhận ra. Tức là sau đó chúng ta hỏi thăm thì không thấy rằng là có động đất. Vậy tại sao như vậy hả? Bởi vì chính cái tứ đại nó va chạm, cái trạng thái của địa đại nó va chạm, nó tự va chạm trong quá trình dịch chuyển. Và tâm chúng ta thanh tịnh xuống, chúng ta mới thấy sự va chạm của nó. Còn bình thường nó vẫn va chạm như vậy, nhưng tâm chúng ta thô thiển, bởi vì phóng tâm theo ngoại cảnh, do đó mà không cảm nhận ra được, không nhận ra được sự va chạm của địa đại. Và ở trong trạng thái này, nếu các vị muốn chấm dứt nhanh chóng, thì chỉ việc là một tay trái của chúng ta, à, chứ là tay phải chúng ta đỡ, ngồi thiền chúng ta đỡ như thế này, phải không? Thì tay trái á, chúng ta duỗi xuống, cái ngón tay giữa của mình nó vừa chạm xuống đất, chúng ta đỡ chỗ đầu gối á, chúng ta duỗi xuống, hiểu không? Ngồi xếp bằng, đỡ phía trong đầu gối, duỗi cái ngón tay xuống, ngón tay giữa này, ngón tay giữa nó dài hơn các ngón khác, vừa chạm xuống đất là tự nhiên địa đại nó đứng lại. Đây gọi là ấn xúc địa. Một số cái tượng của Ấn Độ, Thái Lan thường thường làm cái hình ảnh Đức Phật á, có một tay duỗi xuống như thế này, bàn tay đó tức là ấn xúc địa khi ngài ngồi thiền. Thì cái sự dịch chuyển của tứ đại nó không làm chúng ta bị phân tâm. Và chúng ta đa phần đều phải sống ở trong thế giới này, cho nên chúng ta còn chịu cái ách nạn của nó. Nếu như chứng được những cái quả sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì chúng ta thoát khỏi cái gì? Địa tai, phong tai, hóa tai, thủy tai, phải không? Đó là những cái cảnh giới của thiền. Khi chứng được thì nó không có thể nhấn chìm chúng ta, bởi vì tâm người này vượt thoát khỏi sự chi phối của địa đại. Người nào trong đời sống thực tập được như vậy, thì lúc chết cái thân chúng ta nó rã, người nào sẽ không thấy mình bị chìm xuống. Còn nếu như không thì chúng ta thấy chìm xuống là chuyện bình thường. Rồi tới phạm vi thứ hai, đó là thủy đại nó tan vào ở trong hóa đại. Khi thủy đại tan vào ở trong hóa đại thì người này sẽ thấy thế giới chuyển sang màu trắng,
Địa đại tan vào trong trong thủy, thủy tan vào và hóa. Tức là gì? Là chỉ cần lửa nóng lên thì nước nó mất. Hiểu không này? Chứ không có cách nào khác. Tại sao cái gì? Hai đó là nó tương khắc mà. Nó tương khắc. Thành ra lửa nóng lên thì nước nó khô. Cho nên chúng ta gọi là gì? Hóa đại tan vào, thủy đại tan vào trong trong hóa đại. Và chúng ta sẽ thấy thế giới này chuyển sang màu trắng. Tất cả xung quanh chúng ta đều bị cái gì? Đều bị nước nó nhận chìm hết. Trong tâm người này cảm giác giống như mình bị chìm xuống dưới nước, không thở được nữa. Cảm nhận cái hơi thở khó khăn và đang chìm dần xuống ở dưới nước. Đây gọi là thủy đại nó tan vào trong hóa đại. Thấy cả thế giới này sang màu trắng. Các vị có nắm được học kịp không ạ? Giới hiểu phải không? Địa đại thì nó muốn rã thì nó rã vào trong nước chứ đâu có thể tự nhiên được. Và nước nó muốn mất đi thì nó phải do gì? Do lửa đốt nó mới khô được. Và khi mà địa mà nó tan vô thì nó thấy màu vàng. Và cảm giác mình bị đứng trên mặt đất mà nó bị chìm xuống. Đó, đất đai nó sôi sục. Rồi tới khi cái gì? Tới khi hóa đại á, thủy đại nó tan vào trong hóa thì cả thế giới này chúng ta thấy cái màu trắng. À, tại nước nó mất, nước trạng thái đó là chúng ta thấy màu trắng. Nó tan vào ở trong hóa đại. Và ở trong tâm của người này thì họ sẽ nhìn thấy gì? Họ sẽ nhìn thấy toàn thể nước nó trùm khắp mặt đất. Và nếu như người còn sống chúng ta nhìn trên thân của họ thì thấy cái da của họ nó khô đi một cách nhanh chóng. Miệng nó khô, mắt thì nó khô mở không nổi nữa. Và mọi thứ nó tan hoại hết, nhất là cái da. Cái da thì chúng ta thấy nó khô liền, rất là nhanh. Có thể nói rằng là nó ốm đi thấy rõ đấy. Tại vì sao? Bởi vì cái hóa nó bốc lên đấy. Mình cảm thấy cái da nó bốc hơi rất nhanh. Rồi, ở trong trạng thái này nếu như người nào biết thiền định hoặc là trong tập trung tư tưởng cũng quán chiếu tất cả dạng pháp không ngoài tâm vượt qua khỏi trạng thái nhị nguyên. Và nếu như mà thấy được điều này thì người này chứng được pháp thân. Lần trước là một cái cơ hội chúng ta cũng chứng được pháp thân. Tới lần này thủy đại tan vào trong hóa đại thì chúng ta cũng thấy, cũng có cơ hội để chứng pháp thân. Tức là mỗi cái trạng thái thế này chúng ta đều có khả năng chứng hết. Nhưng mà thường chúng ta sống ở trong cái tâm chấp thủ ái nhiễm. Cho nên chúng ta chưa có một cái kinh nghiệm về kiến thức này. Do vậy mà chúng ta không chấp nhận. Chúng ta lân hoanh. Chúng ta cứ thấy khô thì chúng ta muốn uống nước. Chúng ta cứ khát khao cái ngược lại. Hoặc là chúng ta thấy chìm xuống dưới đất thì chúng ta tìm cách muốn bơi lên, muốn trồi lên. Nhưng mà không có được. Chúng ta cứ trôi trong cái tâm đó. Và cái tâm đó nó kéo dài từ một sát na tới đến một ngày. Đó là cái diễn biến của nó như vậy đó. Rồi, tới trường hợp thứ ba. Giai đoạn thứ ba đó là hóa đại. Nó sau khi mà nó kéo cái thủy đại nó tan trong hóa đại. Hóa đại nó tan vào đâu? Vào trong phong đại. Đó là hóa nó tan mất ở trong gió. Bình thường không có gió, chúng ta đốt lửa lên thì chúng ta thấy có gió. Đó là hóa nó tan vào ở trong gió đó. Tất cả mọi hiện tượng hóa tan vào trong gió. Mà đã hóa thì nó có cái màu gì? À, màu đỏ. Đã hóa là màu đỏ. Và tất cả chúng ta thấy thế giới này như là bị cháy lửa ngùn ngụt lên. Chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Những cảnh giới này không có thể xâm hại được tâm của người này. Và tất cả hơi ấm ở trong thân của tứ hữu tan biến nhanh chóng. Tất cả nó đều tan biến nhanh chóng. Người này có thể quan sát được cái kinh nghiệm, quan sát được là tất cả các pháp do tâm tạo hay là duy tâm sở hiện, tất cả các pháp do từ ở trong tâm mà hiện ra.
Cho nên chúng ta không có, không biết quán, quán nhiều quá, không nhớ nổi, thì chỉ có cách duy nhất là chúng ta cứ nhất tâm niệm Phật. Cứ nhất tâm niệm Phật như vậy thì có kết quả an lành. Chứ còn còn quen cách quán ấy, thì chúng ta thường hay quán đối diện. Ví dụ như chúng ta nhìn thấy một nỗi buồn nó kéo vào trong tâm, thì chúng ta biết đó là do sắc uẩn thọ uẩn nó chi phối. Và một cái ý thức rất rõ là vạn pháp giai không, tự tánh thanh tịnh. Nhưng đây là niệm chấp trước nhiều đời của chúng ta, thành ra chúng ta sống với cái cảm thọ này. Và một khi tâm mình sống với cảm thọ này thì tự nhiên mình sinh ra những cái cảm xúc buồn vui hỷ nộ, và muốn làm sao cho nó vén mặt đi. Cho nên chúng ta đi tìm kiếm ngoại cảnh. Còn người quán chiếu vạn pháp giai không thì họ thấy cái này nó là một cảm thọ, bản chất của nó vô thường, không thể đứng yên. Tại vì sao? Bởi vì không thể buồn mãi, cũng không thể vui mãi, thân này cuối cùng cũng hủy, thì cái buồn vui nó làm sao tồn tại được. Nhận ra điều đó thì trụ tâm trở lại được. Trụ tâm là một chuyện, còn cái cảm giác giữa cái thực tại và cái lòng ước muốn, hai cái đó nó mâu thuẫn với nhau. Cái đó chúng ta phải từ từ tìm cách giải quyết, bởi vì cái nhân duyên của nó phức tạp nhiều đời, chứ không phải chỉ có một cái giải quyết một chút là được đâu. Chỗ này chúng ta phân tích trong phương diện khác, nhưng ở đây muốn nói rằng vạn pháp duy thức biến, do tâm mà hiện ra. Và nhận ra được là vạn pháp do tâm hiện ra thì người này cũng có cơ hội chứng được pháp thân. Mà hỡi chứng được pháp thân tự nhiên thanh tịnh thôi, không cần phải tu gì nhiều nữa. Giai đoạn này là một giai đoạn quan trọng đó, cũng giống như giai đoạn đi thi đó. Giai đoạn đi thi quyết định đậu hay rớt á, học bao nhiêu năm nhưng mà tới kỳ thi mà không khéo thì coi như là uổng phí. Rồi tới cái giai đoạn thứ tư, đó là giai đoạn phong đại nó tan biến vào trong đâu, trong hư không, hay gọi là không đại. Phong đại tan biến vào trong hư không, chúng ta cảm nhận có một cái màu xanh lá cây hiện ra bao trùm khắp vũ trụ này. Tự tâm chúng ta cảm nhận có những cái ngọn gió khủng khiếp nó thổi lên. Ngọn gió khủng khiếp nó thổi lên, nó thổi vào tâm chúng ta, nó thổi vào thân chúng ta, và chúng ta không thở nổi, không chịu nổi. Cái trạng thái mà gió nó thổi mạnh vào, trạng thái này có một số kinh điển dùng một chữ là ác phong. Ác phong tức là ngọn gió ác. Ngọn gió này là từ, cũng từ pháp thân nó hiện ra, để chi? Để chấm dứt sinh mạng của mình. Do nghiệp nó đoạn ngay chỗ đó, thành ra phải tái sinh kiếp khác. Và ở trạng thái gió thổi thét như vậy, chúng ta nghe những cái tiếng sấm rầm rầm ở trên trời. Nghe một tiếng đã kinh hãi, đừng nói chi là cả bầu trời đều nghe tiếng sấm. Tiếng sấm này không phải từ trên hư không mang xuống, mà từ trong tâm chúng ta đi ra. Cho nên nó kinh hãi còn hơn là bên ngoài đi vào. Bên ngoài đi vào chúng ta nghĩ còn có tìm đường mà trốn được, còn ở trong tâm đi ra thì chúng ta trốn chỗ nào? Đó. Chúng ta coi phim mà Tây Du Ký, thấy không? Thấy lửa sân, lửa giận của Hồng Hà Nhi mà đốt á, thì tờ thiên làm sao mà tránh khỏi được. Nước của Long Vương có phun xuống nhưng mà cũng không thể dập tắt được cái ngọn lửa từ trong tâm. Đó. Có thể tắt được lửa bên ngoài, còn lửa trong tâm là phải lấy cái gì? Lòng từ bi, hay gọi là nước tam muội của Bồ Tát Quan Âm, thì lúc bây giờ mới dẹp trừ được. Thì cũng như vậy, cái cảm nhận những cái tiếng rầm rầm kia là do ở trong tâm nó hiện ra, chứ không phải bên ngoài. Nhưng người này có thể tỉnh giác được, thấy vạn pháp đều do thức biến, và trụ lòng hào hồng danh của A Di Đà Phật, thì tất cả mọi thứ không quan tâm nữa. Thế là người này cũng có cơ hội chứng được pháp thần. Cuối cùng đó là gì? Đó là hư không nó tan vào ở trong thức đại. Hư không nó tan vào thức. Khái niệm của hư không nó ngược lại với cái có. Khác với có là không. Cái không đó là do thức chúng ta tưởng tượng ra. Đây là một dạng nhận thức. Vậy thì bây giờ không đại nó tan vào trong thức đại, chúng ta thấy những cái gió nghiệp nó sẽ hòa tan vào cái ống dẫn trung tâm.
hòa tan vào trong ống dẫn trung tâm này là cái ống dẫn khí huyết của chúng ta, là nó thẳng từ đỉnh đầu xuống tới xương cục. Tất cả các khí, tê chân, mọi thứ nó đều rút về ở trong cái ống dẫn trung tâm này. Và một khi nó đã rút vào trong ống dẫn trung tâm thì dĩ nhiên chúng ta không còn tri giác nữa. Không còn tri giác. Nhưng mà người này biết đâu không? Họ biết bằng thức đó nghe. Chứ còn khoa học thì nó mổ xẻ thì không biết đâu nữa. Tại sao? Bởi vì cái tri giác nó không còn. Nhưng mà trong tâm thức chấp ngã thì nó còn. Linh thức rất là nhanh nhạy. Nếu như chỗ nào chúng ta đụng vào trong thân thớ của họ, khiến cho họ nổi sân, họ bực bội. Và khi họ bực bội, họ ôm giữ cái bực bội nổi sân đó, họ chết trong trạng thái đó, chắc chắn họ đi qua cảnh giới của ngạ quỷ hoặc là Atula. Do vậy mà ở trong trạng thái này, tâm thức mất tri giác, cho nên thấy thế giới tối tăm mù mịt. Ở trong thế giới tối tăm mù mịt này không có sợ hãi, nhất tâm niệm A Di Đà, đừng sinh tâm sợ hãi. Hồi gia giáo bộ nghe cái bài giảng này nghe đi nghe lại nhiều lần rồi, giáo bộ lấy giấy ghi ra mấy chữ, rồi cái cũng đọc đi đọc lại, rồi tìm tưởng tượng nên mình chết rồi nó tới lúc đó rồi mình thái vậy rồi mình tự nhắc mình sao, cái đó giống như mình tự tập cho mình đó, cho chết ai mà không chết phải không? Đúng không? Trước sau gì không chết. Bây giờ mình chết già trước đi, để mình tập. Cho nên khi nó chết thiệt thì mình biết đường. Cho nên mai nó chết thiệt rồi, chừng đó nó hồi xưa nhớ học và quên mất rồi. Thì thôi phủi tay. Cho nên thành ra chúng ta học đó, nó rất đơn giản, là chúng ta ghi ngắn gọn, và chúng ta ngồi chiêm nghiệm. Thực ra chúng ta chiêm nghiệm từ cái nguyên lý thân mình nó cũng ra thôi à. Tại vì địa nó tan, rồi thủy nó tan, rồi hỏa nó tan, rồi phong nó tan, rồi tới tan vào trong hư không nó tan vào trong thức thôi. Như vậy là các cái chu kỳ của nó ra cái màu gì? Và chúng ta cứ nhất tâm niệm Phật, không sinh tâm sợ hãi. Chỗ này nếu chúng ta giữ được cái tâm mình như vậy, chỉ cần 10 niệm A Di Đà Phật, chúng ta vãng sanh ngay lập tức. Nhưng khổ lắm, nói dễ lắm chứ mà làm không có dễ đâu. Cái gì chúng ta nói cũng hay hết á. Nhất là Phật tử nói hay hơn người bình thường. Nhưng mà làm thì thua người ta. Người ta nói làm thiện, người ta bỏ tiền làm thiện. Còn mình nói làm thiện á, cần nhắc từ từ, nghiên cứu thử. Nên cho nó có đâu có 5 đồng mà tiếc quá, họ biết cho 2 đồng thôi. Còn 3 đồng để mua cục xôi. Có gì nhà nằm hối hận, cũng có chứ. Chuyện đó đâu không có đâu. Nhưng mà mình muốn sắm lượng vàng mà nó thiếu, mượn thêm bạn bè 100 đồng nữa, sắm lượng vàng. Các đó là tôi lấy ra tính. Sau này tôi chết rồi thì cứ nằm nhớ cục vàng đó. Cái này cái tâm này có sao không có được, nó xảy ra đầy trong thời gian này hết chứ là phải không có. Nó lạ kỳ lắm. Rồi, như vậy thì thưa quý vị, ở đây năm đại đều hòa tan và thức đại hiện ra, thì lúc bây giờ chúng ta không còn biết gì nữa hết. Ở trong trạng thái này cũng có 5 cái bước mà chúng ta có cơ hội chứng thánh, có cơ hội giác ngộ. Nhưng không giác ngộ được thì chúng ta đi qua giai đoạn thứ hai. Giai đoạn thứ hai là chúng ta bắt đầu từ tất cả các luồng khí nó tập trung về cái ống dẫn trung tâm. Ống dẫn trung tâm nó chạy từ đỉnh đầu xuống tới xương cục. Và tất cả các cái trung ương thần kinh nó cũng đều đi theo con đường xương sống đó, nó lan tỏa ra. Và tất cả những cái cảm xúc của con người chúng ta đa phần là cũng từ đó. Và cái sức mạnh tay chân cũng từ cột sống mà nó phát ra những cái xung điện để chúng ta vận dụng tay chân cơ bắp. Cho nên cái ống dẫn trung tâm này là một cái luồng khí chính. Và một khi mà nó dẫn gì rồi, thì có 2 hiện tượng xảy ra. Đó là cái giọt khí trắng ở trên đỉnh đầu bắt đầu nó di chuyển xuống. Rồi cái giọt khí đó nó từ ở dưới đâu? Ở dưới cái luồng xa hậu môn chúng ta đó, nó di chuyển lên. Đó là 2 cái giai đoạn quan trọng. Và khi mà thấy rằng ở trong cái trạng thái tối tăm như vậy, cái trạng thái này nó bắt đầu diễn ra ngắn hơn, tức là nó có thể diễn ra
ở trong một sát na hoặc kéo dài nhiều nhất là ở trong một bữa ăn. Tức là cái trạng thái mà khí dẫn nó đã tập trung về ống dẫn trung tâm rồi, thì bắt đầu cái khí trắng đỉnh đầu đi xuống, cái khí đó ở dưới nó đi lên. Cái khí này không có phải cái gì khác, đó chính là cái tinh túy của tinh cha huyết mẹ. Đó là hai cái chúng tứ mà chúng ta nhận lấy để đầu thai đó. À, bây giờ này nó trở về với cái nguyên của nó, và tâm chúng ta nhìn thấy như vậy. Thì bây giờ người này bắt đầu tự nhiên nhìn thấy có một cái điểm sáng nó tập trung giữa chặng chân mày. Ví dụ chúng ta nhắm mắt lại trong buổi tối, chúng ta nhắm lại tự nhiên nhắm tập trung một chút xíu, thì chúng ta sẽ cảm nhận giống như giữa chân mày mình nó có một cái điểm sáng, phải không? Cái điểm sáng này nó chạy nó tan ra mất, mình không làm chủ được nó. Cái điểm sáng này nó tập trung lại ở trước chặng mày của chúng ta, bắt đầu nó di chuyển xuống. Ở trong mật tông dùng cái chữ đây tức là gì? Là bồ đề tâm tích cực, hay gọi là phương tiện thiện xảo. Những cái cảnh giới đó chúng ta nhớ cho nó mệt, chỉ biết rằng là có một cái điểm sáng tập trung giữa chặng mày bắt đầu di chuyển xuống. Nó di chuyển, chúng ta không làm chủ được, nó cứ đi từ từ xuống như vậy. Còn nếu tâm chúng ta để ý một chút nữa thì chúng ta thấy cái gì? Cái giọt đỏ ở dưới bắt đầu nó cũng đi lên. Nhưng mà thường là cái giọt trắng ở trên nó đi xuống trước. Cái giọt trắng tức là cái điểm trắng nó ở trên giữa chặng mày chúng ta nó đi xuống. Và ở trong trạng thái nó đi xuống này, nó có một cái điều rất kỳ diệu, đó là tâm chúng ta cực kỳ hoan hỷ. Tất cả những cái sự sân hận, tất cả những sự sân hận lớn nhất của thời gian này lúc bây giờ vén mặt. Và ở trong trạng thái này không có ai làm gì cho người này nối sân được nữa ở trong cái thời gian đó. Và cái vấn đề ở chỗ là chúng ta nhìn biết, ví dụ như người này họ thở hấp hối, họ thở như vậy đó, nhưng mà khi họ vừa tắt hơi một cái á, là bắt đầu chúng ta thấy cái điểm sáng nó di chuyển. Và cái điểm sáng nó di chuyển là bắt đầu người này có cái triệu chứng là bắt đầu họ trâu cái mày họ lại. Tại sao? Bởi vì họ thấy cái ánh sáng như vậy, và hình như nó có một cái sức hấp dẫn cuốn hút họ, và tất cả những cái gì xung quanh đó, nó không còn làm ảnh hưởng họ được nữa. Họ rất thích thú ở trong cái ánh sáng mầu nhiệm này, họ thấy lạ quá, thành ra trong tâm cứ tập trung vô đó, nhưng mà không biết nó là cái gì. Cái đó là điều vô minh, do không biết gì cho nên không chứng được pháp thân. Còn nếu như biết, đây chính là ánh sáng từ pháp thân hội mạng chiếu ra. À, chỉ cần biết như vậy thôi thì người đó có thể chứng được pháp thân rồi. Còn hoặc là nhìn thấy ánh sáng như vậy và biết rằng ánh sáng đó là ánh sáng tự tâm trong pháp thân của chúng ta lưu xuất, thì nhất niệm Nam Mô Di Đà Phật ngay chỗ đó lập tức vãng sanh. Nhưng mà khổ là thường thường cái tâm chấp thủ trong cuộc sống này nè, nó làm chúng ta quên đi. Tại vì nó xảy ra trong thời gian một bữa ăn thôi, độ chừng cũng 30 phút chứ không có lâu. Nhanh thì một sát na, mà lâu nhất là một bữa ăn, cũng 30 phút thôi. Rồi, ở trong chỗ đây, nếu như người này quan sát và thấy được, thì người này không những nhận ra được cái bản tâm và cái bản chất của cái ánh sáng này, cái giọt trắng này, thì người này đi vào cảnh giới bất động địa đó của Bồ Tát. Rồi tới cái phạm vi thứ hai là phạm vi từ cái giọt đỏ từ dưới đâu, từ xương cục chúng ta nó đi lên. Hay là gọi là cái khí tụ đan điền đó. Khí từ đan điền đi lên. Đây là cái khí nó mang màu đỏ. Khí này một khi nó đi lên đó, thì tất cả những cái cảnh ái dục chúng ta có thể thấy được, nó cũng không có sức hấp dẫn quyến rũ hơn cái ánh sáng đỏ của cái khí này. Cái giọt đỏ đó, tức là nó làm chúng ta hấp dẫn tới mức mà tất cả những cái ham muốn khác không có thể thay thế được, không có cái nào hơn được.
Một cái ở trên đi xuống thì cái pháp lạc, trí lạc sinh ra. Còn một cái dưới đi lên, nó cũng sinh ra cái trí lạc, rất là kỳ diệu. Nhưng ở trong trạng thái này cũng biết nó là cái khí từ pháp thân đi ra, thì người này cũng có khả năng giác ngộ được. Đó là những cái điểm mà chúng ta quán chiếu được và có thể niệm Phật. Rồi, một cái điều quan trọng hơn, đó là hai cái dục khí gặp nhau. Một cái trên đỉnh đầu đi xuống, còn cái ở dưới đi lên, nó gặp nhau, cái điểm cửa ngõ tứ huyệt của chúng ta, đó là trái tim. Trái tim là cái chỗ mà chúng ta hình thành đầu tiên ở trong sự sống này. Từ khi đầu thai vào trong bụng mẹ, thì cái chỗ nào, cái tế bào nào mà thần thức đầu thai, thì ngay cái điểm đó nó sẽ phát triển lên thành trái tim. Rồi từ từ nó mới phát triển ra ra thân thể, ra tứ chi, rồi lục phủ ngũ tạng. Nhưng cái trái tim á là cái điểm quan trọng nhất. Và khi hai cái khí này nó theo ống dẫn trung tâm nó trở về, thì bắt đầu nó cũng gặp nhau ở tại trái tim. Và khi hai cái khí đó nó hòa quyện vào ở tại trái tim, là người này hết thở được. Cái đầu tiên biểu hiện của họ là không còn thở nữa. Nếu trạng thái này mà thiếu cái sự hộ niệm á, có khi vì một cái nghiệp dẫn hay là một cái chấp trước nào đó, nó có thể thở lại một chút. Nhưng mà nếu trạng thái này được sự hộ niệm tốt thì từ đó đi luôn. Lúc bây giờ những cái trí siêu lạc ở trong tâm nó hiện ra và thấy cả thế giới này sáng ngời. Ở trong trạng thái này chính là pháp thân. Cả thế giới là pháp thân. Và thấy rằng thế giới pháp thân màu nhiệm này nó hiện ra, thì lập tức chúng ta bỏ thân. Nhưng thường tâm chúng ta thấy thế giới, thấy ánh sáng thì thấy, nhưng mà không biết nó là cái gì. Cho nên chúng ta bị nghiệp nó lôi kéo trở lại. Ở trong trạng thái này chỉ có nói một điều. Lúc bây giờ ở khi mà hai khí nó tụ lại á, thì lúc bây giờ chỉ có hai cái trạng thái mà quyết định được. Một, đó là thần lực của Phật và Bồ Tát sẽ dẫn dắt chúng ta. Còn hai là nghiệp lực dẫn dắt chúng ta. Không có cái nào khác có thể chi phối được trong lúc này. Gọi là biển kiến thức vô dụng đó. Tất cả những cái gì mà chúng ta gọi là thành tựu được, học hỏi được ở trong đời sống này, nó không có giá trị chỗ này nữa. Chỗ nào chỉ có nương vào thần lực của Phật. Cho nên tâm chúng ta nhất nhất quy ngưỡng vào Phật và niệm Phật thì lúc này được giải thoát. Còn nếu như mà không có nương vào được, không thành tâm thành trí, không đủ sức nương, và trong tâm cứ lây hoay sang nghiệp, thì thế là nghiệp nó dẫn đi vậy thôi. Và nghiệp dẫn thì chúng ta biết rồi, chắc chắn tái sanh trong luân hồi. Cho nên tái sanh nói thì hay, thực ra cũng có gì hay. Tại vì giải thoát mới hay, tái sanh có gì hay, phải không? Tái sanh thì vẫn còn một chịu một cái đời sống sanh tử, chỉ có giải thoát mới gọi là hay thôi. Nhưng mà dẫu sao nữa, tái sanh thì tự chú còn hơn là sinh ra trong trạng thái mơ muội, nó chỉ hơn cái người mơ muội thôi, chứ so với sự giác ngộ thì nó không bằng. Còn các vị Bồ Tát họ ra đời vì nguyện lực, tức là cái sức mạnh tâm nguyện mà họ ra đời, đó thì khác. Còn đa phần chúng ta lúc này phải nương vô Phật lực. Còn nếu không nương được thì rơi qua nghiệp lực, chỉ có hai con đường đó thôi. Vậy thì thưa quý vị, bữa đây chúng ta tóm tắt lại, một khi mà thần lực của Phật mà không dẫn chúng ta đi được, thì chúng ta phải đi theo tiếng gọi của nghiệp lực. Và con đường, chúng ta ôn lại chỗ này một chút, và cái con đường mà thần thức nó đi ra khỏi xác, có hai trường phái mà chúng ta hôm trước đã học, đó là mật tông và trường phái của duy thức tông. Thì ở trong mật tông chia làm 9 cửa, còn duy thức tông thì theo hơi ấm mà suy luận. Mật tông chia làm 9 cửa, thứ nhất là gì?
Nếu như thần thức nó ra từ đâu? Từ hậu môn. Thì sao? Đọa vào địa ngục. Nếu thần thức ra từ đường sinh dục thì đi vào trong cảnh giới của súc sanh ngu si và vô bẩn. Thứ ba, nếu thần thức đi ra ở miệng, ra miệng thì vào cảnh giới của ngạ quỷ, tại cái miệng là biểu hiện của ăn uống đối khác. Thần thức đi ra từ lỗ mũi thì thường thường đi vào cảnh giới của con người, hoặc là những cảnh giới ngang với con người. Thần thức đi ra từ cái rốn thì đây là cảnh giới của trời ngũ dục, tôi nói là trời lục dục thiên đó, sáu tầng trời của dục. Nếu thần thức đi ra từ lỗ tai, đây là cảnh giới của Atula. Nếu thần thức đi ra từ đâu? Từ giữa chân mày, đây là cảnh giới của sắc. Chúng ta nếu như mà ngồi mà tưởng tượng cái gì á, về màu sắc, về mẫu mã, các nhà thiết kế đó, hay là những người làm phim, dựng phim thì họ tưởng tượng không gian, thời gian họ tưởng tượng, thì thường thường tư tưởng của họ tập trung giữa chân mày. Và họ tưởng tượng ra màu này, màu kia, chứ không thể nào tập trung lấy cái ngón chân tập trung được. Mà thường thường điểm tập trung của chúng ta là ở giữa chân mày. Cho nên cái đây người này họ bỏ thân mạng sẽ lấy một cái thân khác, đó là thân sắc giới. Thành ra những ai mà sử dụng cái tư tưởng hướng tới cái đẹp, cái thiện, cái điều an lành thì thường thường được cái phước sinh vào cõi trời chư thiên sắc giới, rất xinh đẹp, nó màu sắc mà rất xinh đẹp, nhẹ nhàng bay nhảy tự do, nhưng cũng không có giải thoát. Rồi đến cái cửa thứ 8, đó là tên chỗ cái chân tráng. Có người thì nói rằng là nó trên cái chân tráng của chúng ta, trên cái chân mày chúng ta khoảng 4 lóng tay, tức là giữa chân mày tính lên đó, khoảng 4 lóng tay. Lóng tay của người đó, và không nói rõ lóng tay nào, ngón giữa hay ngón út hay là ngón nào. Nhưng mà thường thường nếu như tính thì tính ngón áp út, tức là cái lóng tay quân bình theo cái sinh lý đó. Cái lóng tay quân bình theo sinh lý là lấy cái lóng tay giữa của ngón áp út. Con người chúng ta có 3 lóng phải không? Cái ngón áp út và cái lóng tay giữa gặp lại thì nó có hai cái điểm, hai cái dấu đó. Thì từ bên đây qua bên kia chính là cái độ dài của nó. Và người ta đo cái tay người đó từ giữa chân mày lên tới đâu 4 lóng tay như vậy là cái chỗ đó. Nếu thần thức ra khỏi thì đi vào cảnh giới của vô sắc. Còn nếu như mà ở tại đỉnh đầu, hay là có người có chỗ thì cho rằng là ở tại cái sấy, sấy tóc đó, nhưng mà có người cái sấy không có, có người sấy ngang cái trán, sấy thượng á, ngang trán có người sấy xuống ở dưới chỗ cái lỗ tai, sấy lung tung hết, có nhiều loại lắm. Hồi xưa thầy anh em đông thầy cạo tóc, huynh đệ thầy cạo tóc nhiều thầy biết. Hồi xưa thì thầy có được cái duyên cạo tóc rất là nhanh, thầy cạo một cái đầu 3 phút thôi. Ở tu viện đông mỗi lần cạo một lần 10 thầy, mười mấy thầy vậy đó, cạo rất là nhanh ha, có khi cạo nhanh quá đứt đầu rồi phiền não lằng nhằng bỏ đi. Nhưng mà thường thường này cũng ít đứt. Hồi xưa ở Việt Nam nha, cạo nên nó có cái lưỡi, nó có cái độ chê, còn ở Việt Nam lưỡi không có chê, cái lưỡi lam không vậy đó, rất nguy hiểm. Chứ còn nó dòng cái tóc một cái là nó băm 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 xuống vậy đó, thì nó băm chỗ nào thì chê méo chỗ đó thôi. Tu ta lớn ta làm ông thầy cũng thiệt khổ chứ không giỡn. Rồi có một cái điểm quan trọng là điểm nào? Đó là cái điểm trên đỉnh đầu, hay gọi là cái cửa thanh tịnh, hay còn gọi là cái quốc độ vô lượng quang Amitabha, hay gọi là cảnh giới mà chúng ta vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ. Hay là nếu như khai mở được điểm này gọi là khai mở cửa Phạm Thiên, tức là vào cảnh giới thanh tịnh. Chúng ta nhớ 8 cái điểm, nói chung trừ trên đỉnh đầu ra thì xuống chút là đâu? Chân tóc phải không? Tới đâu? Giữa chân mày, tới đâu nữa? Mũi, lỗ tai, tới đâu nữa? Miệng, trái tim phải không? Rồi tới gì nữa? Rốn,
và hậu môn. Rồi bây giờ theo trường phái của Duy Thức Tông thì theo hơi ấm chia làm 6 chỗ là đánh sanh cội thánh, mắt sinh trời, bụng nóng ngạ quỷ, tim nóng người, bàn sinh thần thức, ra đầu gối, nóng ở bàn chân, địa ngục thôi. Bài kệ này có nhiều Phật tử đã thuộc. Nó có mâu thuẫn hay không với 9 cái điểm kia? Thực ra nó không có mâu thuẫn đâu nghe. Vừa hơi ấm nó luôn luôn tập trung vào điểm đó đấy. Nhưng mà khi thần thức nó ra là nó sẽ ra đúng cái chỗ 9 cái điểm mà chúng ta thấy theo mật tông. Hiểu không này? Cho nên cái hơi ấm nó là một chuyện chúng ta phán đoán được. Nhưng mà thần thức ra chính thức thì ra từ cái cửa, từ chỗ nào là chúng ta phải biết rõ ở trên thân thể con người. Tại vì sao? Bây giờ nếu biết rõ ở trên thân thể con người á, thì chúng ta có thể hướng dẫn và giúp đỡ cho họ. Nếu như người nào mà làm việc ác, nếu như mà họ vừa tách thở thì thần thức của họ ra khỏi xác liền lập tức. Vì sao? Bởi vì cái sức mạnh của nghiệp nó sẽ lôi kéo đi. Còn giống như là một cái bình ở trên hồ nước, vừa mới có vỡ ra một chỗ thì lập tức á, nước tràn vào liền. Còn chúng ta thì thiện ác khó phân, thành ra cái bình mình á, nó có chỗ, nó có chỗ kín, chỗ trống, thành nó còn lét lư được một chút, phải không? Còn cái nghiệp ác kia nó mạnh như là một cái lỗ lớn, vừa vỡ ra nó kéo chìm liền lập tức. Cho nên người làm việc cực ác thì tâm thức vừa tách thở là tâm thức ra khỏi xác, nhận lấy một cái thân trung ấm, đi thẳng vào trong địa ngục. Thời gian đó chỉ có một sát na, tức là 1/20 cái nháy con mắt thấy mình ở trong địa ngục rồi. Rồi nếu như mà cái trạng thái đó mà chúng ta có thể, nếu như người nào mà rành về các cái phép quán, mà ví dụ như cái người đó họ hấp hối và người ta mời mình đến hộ niệm, và mình biết một số thông tin là người đó là một người ác, bây giờ giúp họ làm sao hả? Trong khi ví dụ như bây giờ họ tới chùa, họ mời mình, mà cái người kia họ đang hấp hối, và mình biết mình đi 1 giờ đồng hồ nữa mới tới, phải không? Mà tới thì chắc chắn họ chết rồi, mình không khai thị kịp, không hộ niệm kịp. Như vậy theo nghiệp mà dẫn đi, bây giờ làm sao mình cứu người này? Nó có một cái cách. Cách này bản thân thầy tính toán có dùng tới, nhưng cũng có hiệu quả. Đó là những lúc như vậy thì tốt nhất là không có nên tự mình lái xe, mình nên nhờ một người khác. Tại vì sao? Bởi vì mình phải cần dùng cái tâm của mình lúc đó, chứ không thể dùng cái tâm qua chuyện lái xe. Cho nên trong thời gian họ chở mình đi, mình dùng cái tâm lực của mình tưởng ra ở trên bầu trời có một Đức Phật, và hào quang của Phật tức là mình với Đức Phật ở trên trời giống như là đã hòa nhập thành một, và từ trái tim của Phật á, phóng ra 8 đạo hào quang chiếu xuống đúng cái thân mà cái chỗ mà cái người mất đó, người nam người nữ họ mời mình biết rồi, thì cứ mình chiếu xuống vậy thì cái nghiệp của họ không thể đi ra được chỗ đó. Và trong thời gian đó có thể kéo dài từ khi mình đứng ở chỗ đây và tới chỗ của họ kịp thời để mình hóa giải. Các vị theo dõi kịp không hả? Hả? Ta nhắc lại cái này là nó hơi siêu việt một chút, nhưng mà hãy cố gắng tu tập thời gian thì mình quen. Còn nếu như không có thì chỗ này chịu thôi. Tức là mình có thể từ xa chưa đến để hộ niệm cho họ được, thì mình có thể sử dụng bằng cái tư tâm quán chiếu một Đức Phật ở trên bầu trời, và giữa mình với Phật như là có một cái sự gì, có một sự thông thông với nhau, gọi là tương thông với nhau đó. Và mình với Phật hòa nhập trở thành một thực thể, và ở trên trái tim của Phật thì hiện ra một đóa sen, và trên đóa sen này có 8 cánh, và mỗi cánh như vậy chiếu một đạo hào quang xuống cái thân của người đó,
Cái thân người đó mình cũng chưa hình dung họ như thế nào, nhưng mà mình tướng họ ra như vậy, thì chỗ đó bắt đầu có màu nhiệm. Cảnh giới của tâm nó trùm khắp pháp giới, cho nên bằng cách nào các cái vị cao tăng ngày xưa họ đều có thể thực hiện được. Rồi tới khi còn có một số vị như có một số vị như là Milarepa hay các ngài đại hành giả ngày xưa đó, các vị có những cái năng lực siêu việt. Ví dụ như có khi thần thức của một vị cao tăng đi nhầm đường đi ra và các ngài gọi lại được, tức là gọi lại được, sai rồi, trở lại, thì ông này thở lại, ôi sai chỗ nào, thì mới nói là ông này nói à, đi dạy vô đó là lấy sai, nó đọa lạc chỗ đó, thì ông nói ồ vậy cảm ơn, vậy là cho tiếp. Tức là những cái vị này họ có thể cái thần thức mặc dù ra khối xác rồi, nhưng mà trong cái tâm thức của họ, họ có thể đi theo con đường đó và họ đánh thức cái người kia và họ dắt trở lại được. Nhưng mà những cái vị này gọi, cho nên thầy mới dùng chữ là những vị đại thành tựu. Còn đa phần phàm nhân của chúng ta bây giờ chỉ là lý thuyết thôi, chứ thực hiện cánh này không nổi đâu, là chết là chết thiệt chứ không có chết giỡn đâu, kêu lại không được nữa. Rồi như vậy thưa là quý vị, bây giờ đây thầy muốn giới thiệu một chút xíu về cái thuật phô qua, mang cái tính giới thiệu thôi, chứ không có chỉ các vị cái phương pháp thực tập, mà chỉ giới thiệu để cho nó bổ sung vào cái nội dung mà thầy hứa hôm trước để chúng ta nghe một cách khái quát. Nói tới thuật phô qua thì người ta hiểu là gì? Phô qua tức là chuyển di, tức là chuyển và di chuyển một cái tâm thức từ chỗ này sang chỗ kia, gọi là chuyển di. Đây tức là một cái phương pháp mà nằm ở trong sáu du già của Naropa, thuộc giáo lý của Tây Tạng á, hiện hành mạnh nhất ở thế kỷ thứ 11. Đây, điều này do công của ngài, của dịch giả Mapa. Này, nó hơi nhiều những cái từ mà chúng ta không cần phải nhớ nhiều. Chúng ta chỉ hiểu nôm na rằng phát triển mạnh lên đó là nhờ công của ai? Công của ngài Liên Hoa Sanh. Sao gọi là Liên Hoa Sanh? Bởi vì ngài sinh ra từ hoa sen, và chúng ta không chấp nhận được. Nhưng người ta tìm ở trong một số bản kinh và người ta thấy rằng có cái lời huyền ký của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, khi dân chúng ở tại rừng Ta La sông Thọ khóc than và xin Thế Tôn hãy trụ thế để cứu độ chúng sinh, Đức Phật nói các người yên tâm, sau khi ta niết bàn 12 năm ở tại gần Bồ Đề Đạo Tràng, có một vị hóa sanh trong hoa sen. Vị này sẽ giữ gìn giáo pháp và truyền bá khắp mọi nơi. Ở trong kinh có ghi lại cái sự thọ ký đó. Và có chỗ người ta kính trọng quá, cho nên người ta nói rằng Liên Hoa Sanh sinh ra từ một tiếng sét. Tức là một cái ánh sáng nó xẹt ở trên dãy Himalaya, và ngài ra đời từ cái ánh sáng của tiếng sét đó. Có lẽ rằng người ta kính trọng vào trí tuệ của ngài. Đối với người Tây Tạng thì người ta nói rằng Liên Hoa Sanh có thọ mạng 3.000 tuổi. Tổ có thọ mạng 3.000 tuổi. Nhưng đối với khoa học thì người ta chỉ có chấp nhận 1.500 tuổi thôi. Tại sao khoa học không chấp nhận điều này? Bởi vì còn lưu lại những cái bằng chứng mà ngài sinh ra từ hoa sen ở tại Ấn Độ, và ngài đến tại Tây Tạng. Tây Tạng hồi xưa người Ấn Độ họ gọi Tây Tạng là nước La Sát. Không phải là sự hung dữ gì mà sao nó đẹp mình không biết, nhưng mà qua tới mấy đời vua của Tây Tạng thì ngài vẫn còn sống. Và đến tức là Đức Phật Niết Bàn độ chừng thế kỷ thứ mấy hả? Thế kỷ thứ 5 phải không?
thứ năm thứ sáu gì đó trước trước tay lịch. Nhưng mà đến thế kỷ thứ 11 Ngài vẫn còn giảng đạo. Thì chúng ta thấy có phải là 1500 năm không? Đó. Và những cái quyển sách mà Ngài dạy á, nó còn lưu lại. Thì ở đây thưa liệu quý vị, lúc bây giờ trong cái vào thế kỷ thứ 8 là Ngài đang ở tại Ấn Độ. Thì lúc bây giờ có một vị vua Tây Tạng mời Ngài sang Tây Tạng. Và Ngài theo đó vừa tại Tây Tạng, Ngài kiến lập một cái tu viện lớn. Và ở trong cái tu viện này kiến lập xong thì Ngài đến tại cái hang động ở núi Chim Phu ở tại vùng Samje. Ở tại đó ngài ở đó Ngài tu tập. Thì lúc bây giờ có một vị đại thần tên là Ni-i-ma. Vị đại thần Ni-i-ma này phát cái tâm xây dựng một cung điện. Chẳng may sơ ý làm cái ngọn nến á, nó đổ xuống một số lụa và lụa đó nó cháy cả cung điện, chết hết thảy 13 người. Và ở trong đó có cha mẹ của Ngài. Và vị đại thần Nijia này á, Ni-i-ma, ông ta thấy buồn khổ vô cùng. Ông ta nghĩ rằng mình nghiệp lực quá nặng vì muốn xây dựng một cái cung điện để cho mọi người tu học, và trong đó có gia đình của mình. Nhưng mà vì sơ ý đã khiến cho cả cha mẹ cũng như là ở trong đó 13 người thân đều chết đi. Cái nghiệp lực của mình có lẽ nặng lắm, lớn lắm, cho nên ông buồn khổ suốt ngày. Vua Tây Tạng lúc bây giờ thương xót mà chẳng biết làm sao, tìm đủ mọi cách để an ủi, nhưng ông không có nguôi ngoai nỗi buồn. Thì lúc bây giờ nhà vua mới giết đại thần đến gặp Ngài Liên Hô Sanh. Và Ngài Liên Hô Sanh mới nhập định. Thì trong khi Ngài nhập định, Ngài thấy mình đến tại nước Tây Phương Cực Lạc của Phật A-di-đà. Và ở tại Tây Phương Cực Lạc, Ngài được Đức Phật A-di-đà dạy cho cái phép phô qua, hay gọi là phép chuyển di tâm thức. Và Ngài chỉ dạy, Phật dạy rằng là cái phương pháp này chỉ cho đại thần mà thôi, mà không được dạy cho bất cứ người nào khác. Và sau khi xuất định thì Ngài ghi lại rất rõ ràng những lời dạy và đưa cho đại thần. Và dạy cái vị đại thần đó sau khi thực tập xong thì phải đem chôn ở trong một hang đá. Và Ngài Liên Hô Sanh có căn dặn, Ngài Liên Hô Sanh có dạy một vị thần, mà vị thần này phải dùng cái thọ mạng tới 300 năm canh giữ cái hang đá đó, cho tới khi nào Ni-i-ma tái sanh thì khiến làm sao để cho Ni-i-ma thấy lại được cái quyển sách đó. Và sau này cái đời tái sanh của đại thần Ni-i-ma, ông đem cái quyển đó truyền bá một cách rực rỡ. Đó là cái gọi là thế kỷ thứ 14 đó, bắt đầu nó phát triển rực rỡ lên. Thì thưa liệt quý vị, ở đây cái giáo lý của Phổ Hoa này á, nó người ta có nói rằng là không cần đi qua những cái phép thiền định cũng có thể thành tựu sự giác ngộ tối thượng. Nhưng mà những cái phép này đối với chúng ta thì nó không có thực tập hiệu quả. Và thầy quan ngại về cái sự lạm dụng của quý Phật tử. Không khéo dạy cẩn thận rồi á, rồi dựng ở lạm dụng rồi tự lập ban hộ niệm, rồi tự đi chỗ này chỗ kia, rồi ta đây là chắc chắn đưa gì ở Tây Phương được. Nó sinh ra rất nhiều thứ phức tạp. Cho nên thôi, hôm nay chúng ta không có học cái phương pháp đó. Nhưng thớ vào đó thì thầy có thể hướng dẫn cho các vị hai phương pháp đơn giản hơn. Đầu tiên là chúng ta học cái phương pháp khó hơn. Đó là cái phương pháp gì hả? Cái phương pháp quán chữ án. Chữ án là một cái chữ nó gồm thâu tất cả chủng tử của thân thanh tịnh. Và cũng quán chữ án nằm ở giữa. Ví dụ như bây giờ chúng ta muốn tập cái phép quán này, chúng ta ngồi im, bắt đầu chúng ta tưởng tượng là ở trên bầu trời có một Đức Phật hay là một vị Bồ Tát,
hình ảnh vị nào mà chúng ta yêu thích, chúng ta nhìn bằng mắt với một cái hình và nhắm mắt lại chúng ta có thể thấy được cái vị đó. Chúng ta tưởng tượng họ ở trên bầu trời và ánh sáng của Ngài chiếu xuống toàn thân chúng ta. Và cái ánh sáng chiếu như vậy thì giữa chúng ta và Ngài hòa nhập làm một ở trong ánh sáng đó. Và cũng là ở trên trái tim của chúng ta lúc bây giờ hiện ra một đóa hoa sen. Và đóa hoa sen tám cánh này nó sẽ chiếu ra tám đạo hào quang. Và lúc bây giờ nếu như đứng trước cái người mất thì người này dùng cái tâm quán chiếu, dùng tâm quán chiếu, quán chiếu rằng là ánh sáng từ trái tim chúng ta được tiếp nhận từ đâu? Từ Phật ở trên hư không. Và chiếu ra ở tám cái cửa mà người này thần thức có thể đi ra khỏi, phải không? Chứ chưa lại ở trên đỉnh đầu thôi. Thì nguyên tắc nghiệp lực dẫn vào đó và thấy ánh sáng đó, nó không đi ra được, nó sẽ quay lại. Và khi mà có 9 cái cửa mà bích hết 8 cửa thì tự nhiên còn một cửa kia, tâm thức sẽ đi ra khỏi chỗ đó. Hình dung được không ạ? Đó là một cách đơn giản nhất. Ở trong cái phương pháp này, nếu như người nào hàng ngày có thể tập được gọi là hóa luân tam muội. Cái hóa luân tam muội này nó hơi khó tập, nó có một số cái ấn nữa, nhưng mà nói chung là chúng ta có thể đỡ bàn tay thế này và chúng ta quán chiếu cái gì? Chúng ta quán chiếu ở dưới tay của mình nó có sức nóng. Nó có sức nóng. Và chúng ta tập trung trong tư tưởng và cái lực chúng ta tập trung cao độ, thậm chí có thể lên gân mà nó tập trung hết sức vào ở trong bàn tay của chúng ta. Tại vì sao? Bởi vì trong lúc này chúng ta có thể kiểm tra được cái thân của người mất đó nắm ở chỗ nào. Và nếu như họ nắm ở bàn chân thì sao? Chúng ta đỡ tay mình ở tại bàn chân ở chừng khoảng 1 phút. Rồi dùng hết cái sức khỏa luân tam muội này, chúng ta tập trung tư tưởng vào đó. Và chúng ta tưởng tượng rằng là thần thức hay là suy nghĩ của người đó không nên tập trung chỗ đó nữa, mà theo bàn tay của chúng ta di chuyển. Hiểu không? Và chúng ta di chuyển từ đâu? Từ theo chiều kim hồ nha. Tức là từ chân này chúng ta di chuyển lần lên ở trên đỉnh đầu. Và chúng ta thả. Và từ từ chúng ta đỡ tay lại ở tại chỗ của cái chân. Chúng ta di chuyển dần dần lên. Hình dung được không ạ? Đây, phương pháp này nó dở lắm, nhưng mà thường là không có hiệu quả. Tại vì sao? Bởi vì trước khi có hiệu quả, chúng ta phải tập cái hóa luân tam muội này phải cho thành tựu. Còn không có thành tựu, chúng ta cứ vô cái tay để làm gì người ta phiền. Phải không? Nên là giống như là gì hả? Giống như là người học võ vậy đó. Cái người học võ thì người ta lấy cái bao nặng rồi người ta co tay thế này, người ta duỗi ra. Và trúng cái bao đó, người ta đánh bao, đánh tạ đó. Người ta quen rồi thì cái cơ bắp của họ nó mạnh, nó có một sức mạnh. Và khi chỉ cần người ta đưa tay ra trúng ai, người đó ven đi. Còn mình thấy họ căng tay lại ngay ra thì vậy có gì khó khăn đâu, mình nhớ rồi. Và lần sau có ai đứng đó, mình ngay trúng họ giống như gãy ngứa họ. Và nhiều khi họ thở trở lại cái mình ngã rồi. Cho nên là chúng ta không có một cái sức tu luyện thì chỗ này nó khó thành công. Nhưng mà nếu chúng ta tập được thì vẫn có hiệu quả. Dẫu sao đi nữa chúng ta cũng có thể dẫn được cái tâm thức từ ở chỗ nắm đó di chuyển lên trên đỉnh đầu. Nói chung phải tập trung lên đỉnh đầu, đó là cái điều cần thiết. Có người đặt câu hỏi, thưa thầy, một người làm ác, họ nắm cái bàn chân, họ đi vào trong địa ngục, nó chịu quả báo. Bây giờ mình đưa họ lên cực lạc, điều đó có trái với nhân quả hay không? Phải không? Nó không trái đâu. Tất nhiên người này vẫn phải chịu cái quả báo, chứ không thể nào tránh khỏi đâu. Đã gây nhân thì phải chịu quả báo. Bất luận đó là ai, Phật tổ cũng phải như vậy. Đã gây nhân phải chịu quả báo. Nhưng mà cái trạng thái trả quà của Đức Phật khác của chúng ta. Về cực lạc Tây Phương, bây giờ chỉ cần dùng một số cái thần lực có thể hóa hiện ra vô lượng cái thân và trả cái nghiệp sát ở trong một giây lát là xong liền. Hiểu không này? Thành ra giống như một người tí phú, bây giờ họ trả nợ thì ăn nhầm gì, phải không? Còn người chúng ta đã thiếu ăn rồi mà trả nợ nữa thì nó khổ biết chừng nào. Cho nên cái này là nhân quả, nó không có chống trái với cái trạng thái vãng sanh.
Vãng sanh nó mang cái tính là trí tuệ quyết định cho nhân quả, dĩ nhiên nó chi phối. Nếu như nghiệp nặng quá thì tất cả những cái phương pháp hỗ trợ của chúng ta không có hiệu quả, tại vì họ không có nghe theo. À, và họ tất nhiên phải đi qua cái trạng thái của trung hữu và tìm con đường tái sanh. Cho nên, nhưng mà dẫu sao đi nữa, chúng ta hộ niệm trong chỗ này, và trong trạng thái mà khi chúng ta đưa tay như vậy, tập trung như vậy, chúng ta cứ nói dùng hết sức mạnh của tay tập trung vô, và cái sức nắm mình tập quen rồi, bắt đầu mình đỡ xa ra chút nha, đừng đụng họ nha. Đụng họ, họ sinh phiền não, nối sân đi qua Atula đó. Thành ra là cẩn thận đỡ tay thế này, rồi bắt đầu là tâm niệm cái sức nắm, và tâm niệm thứ hai, Nam Mô Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, nguyện Phật lực từ bi tiếp dẫn, nguyện Phật lực từ bi tiếp dẫn tâm thức này, nguyện Phật lực từ bi tiếp dẫn tên gì đây, pháp danh gì đó, vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ. Nói luôn ở trong tâm như vậy, nói luôn mà trong vừa nói vừa di chuyển. Đó là cái cách để dùng cái gì, cái hóa tam muội đó. Rồi tới một cái phương pháp cuối cùng. Dạ. Mình làm ấy là mình tập trung cái tư tưởng mình vô tay. Mình vận cái sức, mình vận cái lực mình vô trong cái tay. Cái tư tưởng mình nói như mình không làm hết, mình tập trung thế này. Nhưng mà khi mình tập trung trong tay mình thấy, tại tư tưởng mình tập trung hết vô, con mắt mình nhìn vô tay mình. Và trong đó cái đầu mình tướng ra, cái tay mình nó sẽ thấy có lực nó khác. Là cũng giống như bây giờ mình muốn di chuyển một cái chuông nào lên, không lý mình tập trung từ đây sao mình di chuyển cái chuông. Cho nên tất nhiên tư tưởng chúng ta phải tập trung vào cái tay chứ, thì lúc bây giờ chúng ta mới di chuyển được chứ, phải không? Cái đó là chuyện bình thường. Cũng giống như bây giờ chúng ta dùng cái sức mình di chuyển cái này qua đây hả, cái đó là cái phép tướng thôi. Cô hiểu chưa hả? Các vị mơ hồ cái gì hối lại, tại vì chúng ta mơ hồ nên hối. Việt Nam có một cái lạ, tức là không hối xong rồi ngồi để bàn, bàn tẩu lao mà cũng bàn, rồi cái là bàn xong rồi quyết định giới sở vậy đó, rồi quyết định tầm bậy, không biết thì có thời thì tôi hối một tiếng là xong rồi bàn chi nữa, đã hiểu rồi thì cứ thế hành trì, còn chưa hiểu rõ thì nghiên cứu thêm nữa, đơn giản như vậy thôi. Nhưng mà bàn để học hối còn được, bàn để sinh thị phi, để khen, để chê, rồi tự nhiên cái buổi học pháp ấy, không mang giáo lý đi về mà mang thị phi đem về nhà. Rõ ràng chúng ta bị dạy quá phải không? Thành đừng có sinh hoạt theo cách đó nữa, nên bỏ đi. Có một cái phương pháp mà ở Việt Nam thầy thấy có hai vị hòa thượng sử dụng, đó là Hòa thượng Giác Ngộ ở Gia Lai và Hòa thượng Đống Minh ở Nha Trang. Hai vị này căn dặn chúng đệ tử ráng sắp xếp cho các ngài nằm ở trong cái tư thế như Đức Phật Niết Bàn. À, đó là cũng là một cách hay. Nhưng mà thường của người chúng ta là sao lại không có làm cái này? Tại sao? Bởi vì nếu như nằm ở trong cái tư thế đó thì vô hình trung, cái khí trung ương á, cái khí ống dẫn trung ương đó, nó lại thoát ra đỉnh đầu nhanh nhất, nó lại thuận lợi cho vấn đề thoát ra đỉnh đầu. Và do cái trạng thái, cái tư thế nằm như vậy, cho nên thần thức người này đi ra đỉnh đầu một cách dễ dàng. À, thành ra tại sao mà hồi xưa Đức Phật Niết Bàn cũng nằm y như trạng thái như vậy, và ngài từ từ đi vào trong định và đi vào trong Niết Bàn. Còn chúng ta nằm nghiêng ở trạng thái như vậy, nó mỏi, chúng ta nằm ngửa thấy dễ chịu hơn, biểu hiện phàm phu mà. Phàm phu thì thích cái kiểu của phàm phu. À, còn thánh giả thì họ thường thường nằm nghiêng bên tay phải. Chỗ này cũng phải cẩn thận là người đó họ có di chúc hay không, họ có căn dặn hay không. Nhưng mà thường khi chết thì tay chân nó co rút, cũng rất khó mà giữ họ ở trạng thái nằm nghiêng, rất khó giữ. Nhưng mà nếu như giữ được cũng tốt, nhưng mà với điều kiện là họ đồng ý lúc sinh tiền, và họ có sự quyết tâm, chứ không khéo rồi cái họ đang chết cái mình cứ bắt nằm nghiêng đó,
cái là họ nối nhóc lên thì cũng cũng cái tâm nối nhóc lên thì nguy hiểm, cho nên thành ra hư chuyện đi. Do đó mà chúng ta cũng tùy đó mà sử dụng ha. Cho nên mày học xong cái lớp này rồi cứ mang đầu này nguyên hết. Tôi tiếp dẫn là dựng làm nguyên hết. Là nó phiền não trong nhà người ta. Rồi người ta nói thầy Quyền Châu bày á. Không biết chuyện gì xảy ra. Rồi tới cái phương pháp thứ hai là phương pháp gì? Phương pháp thứ hai đó là cái phương pháp mà phương pháp thứ hai là phương pháp gì hết được quả thứ? Đây là cái phương pháp mà chúng ta có thể cảnh tỉnh, có thể cảnh tỉnh cho cái người mất á. Chúng ta biết rằng sau khi họ chết rồi, độ chừng khoảng 3 ngày rưỡi ở trong trạng thái vô thức. Tức là từ khi mà cái tim họ nó ngừng và họ đi vào trong trung hữu 3 ngày rưỡi, cái trạng thái mà khi họ hết biết rồi á, thì thường thường cái kéo dài 3 ngày rưỡi và bắt đầu họ biết trở lại. Thì cái tâm người chết đó họ biết trở lại, họ có người họ mơ hồ, họ không biết mình đang là gì, đang ở đâu, đang như thế nào. Giống như mình đang ngủ một giấc ngủ dài, bây giờ mình như thế nào. Và cái người này á, đã đi vào trong trung hữu rồi. Nếu như ở trong trạng thái mà sau 3 ngày rưỡi người chết, chúng ta muốn cứu độ họ, và thường thường họ thấy những cái cảnh thiện, những cảnh lành của gì? Của 7 ngày sau khi chết, chúng ta biết rồi phải không? Trạng thái này chúng ta thường tụng kinh là một phương pháp đơn giản nhất. Mà trước đây thầy nói cái quán chiếu nó khó đấy. Quán chiếu gì nào là hơi ấm, nào là hoa sen thì nhập tới nhập lui rồi phiền lắm. Thành bây giờ chỉ có nương vào thần lực của kinh tạng. Tức là chúng ta thường tụng những bộ kinh để hồi hướng. Tất cả những cái kinh nào mà cái người còn sống, sanh tiền, họ muốn học đó, họ muốn tìm hiểu. Có thể các vị không có đủ cái tín tâm trong việc này hoặc là mơ hồ. Nhưng mà thầy chỉ cớ cái việc đơn giản nó xảy ra như thế này là các vị biết rồi. Chừng... hồi đó thầy có cớ rồi đó, tức là hồi đó có một cái cô bé người Quảng Ngãi, cái cô này cô đi học rồi cái cô ra trường á, cô mới gặp mà học thì muốn đậu muốn dối, nhưng mà thức khi dậy sớm thì lười thích ngủ thôi, thì gặp một cái tâm thức, một cái vong thức, anh chàng này là người lính, anh chết chiến tranh ở tại Quảng Ngãi. Và anh này theo làm bạn. Thì cô thấy tự nhiên thích anh chàng này. Và anh chàng này, anh nói rằng anh có thể học thay cho. Và thế là cô đồng ý. Thế là anh chàng này anh theo. Và khi mà anh học thay bằng cách nào, tức là anh học bài, cô kia cứ cho cái tâm thức nó cho. Rồi anh này, cái tâm anh này học. Thì lên trả bài. Thì anh này trả bài. Anh này trả bài mà cô này không biết hết. Cô này học cơ toán. Sau khi ra trường đi thi, đi xin việc cũng được. Rồi nhưng mà thỉnh thoảng là cứ sao đó cứ xóa những cái dữ liệu, mà giống như là một người mà giống như không biết gì hết. Có hồi thì biết rất rõ, mà có hồi thì chẳng biết gì, giống như hai người ở trong một cái xác vậy đó. Thì người thân họ mới để ý, và ở trong công ty hãng đó người ta để ý, rồi người ta mới phát hiện ra. Thì lúc bây giờ mới đem tới bạn bè của gia đình mới nhờ thầy giúp giùm. Thì thưa quý vị, làm sao mà mình giúp được, biết gì giúp đây? Cho nên cũng nhờ vào thần lực của Phật. Thì lúc bây giờ đến tại cái tượng Quan Âm Bồ Tát, và thầy chỉ có lúc đó là thưa quý vị, lúc đó thầy chưa biết gì, mật tông chưa biết gì hết, thì thầy chỉ có chắp tay cầu nguyện: Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thâm Bồ Tát, nguyện Bồ Tát ban cho con 132 ứng hóa thân của Ngài, để con có thể tiếp xúc được với cái vong thức này, để con có thể chia sẻ hướng dẫn để cứu độ cái vong thức này. Thì thành tâm khấn nguyện độ chừng khoảng 3 phút,
cao độ tư tưởng như vậy á, tư tưởng một cái tập trung cao độ, thì quay trở lại tự nhiên cái tâm cái cô này cũng quỳ lại liền, cô quỳ lại liền là cô lạy liền, cô lạy liền là cô nói con không dám nữa, lát giờ cô không dám, lát giờ cô không dám nữa. Và thầy mới nói thôi chuyện gì như thế nào thì nói đi, thì cỡ ra hết những chuyện này chuyện kia. Là những người thời gian như vậy, 6 năm như vậy, ở trong nhà người ta giật mình hết. Và diễn ra đúng như những gì mình đâu có biết gì đâu. Người ta cớ thì những người chứng kiến đó. À, thì thầy mới nói thôi, đường ai nói đi chứ không được. À, như thế này thì thêm đọa lạc. Và quý vị biết rằng là sau khi tâm thức đó, nó khóc lóc, nó nài nỉ, nó thương quá, không thể đi được. Thì thầy nói không có được, tại vì phải muốn thì phải thương thì phải đi đầu thai rồi kiếm cái thân rồi thương nhau đàng hoàng, hai cảnh giới thế này thì làm sao mà có hạnh phúc, cho nên phải chia tay thôi, phải đường ai nấy đi thôi. Thì nó mới ghét thầy và nó nói thầy ấy, là tu hành có biết yêu đâu mà khổ, nó nói vậy. Nó nói bây giờ bác nó chia ra, nó không chịu, rồi nó nói rằng là nó là người Thiên Chúa giáo, thì bây giờ làm sao mà nó đi theo Phật được. Cho nên nó nói thầy á, là phải làm sao mời Đức Chúa Giêsu tới á, thì nó mới chịu đi. Thì cũng vậy, chúng ta cũng dùng cái tâm tư và cầu nguyện lên Bồ Tát Quan Âm, nguyện 32 ứng hóa thân của Bồ Tát Quan Âm cho con một cái thân của Đức Chúa Giêsu, để con có thể nối chuyện và hóa giải cái tâm của dân thức này. Thì quả nhiên là khi quay trở lại thì nó quỳ lên liền và nó lạy, nó nói là Amen Thánh Thần. À, nó lạy và từ đây con đi theo Chúa. Cho nên riêng bản thân thầy phải tin tưởng vào cái sự bầu nhiệm của Bồ Tát Quán Thế Âm một cách tuyệt đối. À, còn mỗi người có một cái cách nhìn khác nhau, nhưng mà những cái chuyện như vậy thì thầy không thể lý giải được. Và có một điều rất là cảm động là sau khi cái tâm thức này nó đi thì cái cô bé này á, cô mới chạy lại ôm chầm cái người chị, ôm chầm người chị, nói, chị ơi lâu quá rồi em mới gặp chị, lâu nay chị khỏe không? Hai chị em ở trong nhà, mà chị có gia đình chưa? Chị đã có chồng hai đứa con rồi. Vậy thì cái lúc nào mà đi theo phụ dâu cho chị? Ai đi theo? Cái tâm nào đi theo? À, rồi cái tâm nào lên sang ở trong nhà? Mà bây giờ giống như một người đi thật xa mà trở về vậy đó. Rồi mới nói rằng là lâu nay con chỉ có cho cái anh đó thôi à. Con đi làm đi, con làm gì? Có mình anh lo hết, con ở trong nhà. Mọi thứ anh đi ra, mọi thứ anh làm hết, còn mình con ở nhà con cháu thôi à. Rồi bây giờ anh sao anh đi rồi, anh bỏ, anh không có giúp con nữa. Chúng ta thấy không? Cái sự kết duyên đó. Và chắc chắn cái tâm thức kia nó sẽ oán thầy, sao không oán được. Tại vì thầy bắt nó phải chia ra đó. Cho nên những cảnh giới này là nghiệp lực của nó kết duyên với nhau rất là nguy hiểm. Ở đây thầy muốn chứng minh một điều là tâm chúng ta tưởng tới Phật thì lúc bây giờ chúng ta hòa nhập vào ở trong sự thánh thiện, cái sức gia trì mầu nhiệm của Phật. Và lúc bây giờ chúng ta dùng cái tâm đó mà hộ niệm, chúng ta dùng cái tâm đó mà giáo hóa, cũng dùng cái tâm đó mà để tụng kinh trì chú, thì chắc chắn chúng ta có thể chuyển hóa cái người mất và hộ niệm cho họ được thành tựu. A Di Đà Phật, hôm nay chúng ta dừng ở đây. Bài giảng vừa qua các vị nắm có được không hả? Có hình dung được không? À, rồi, hôm sau chúng ta học một lần nữa, đó là chúng ta học cái tâm thức sau khi nó đầu thai ở trong bụng mẹ và nó phát triển như thế nào ở trong bụng mẹ và các cái căn nó đóng lại như thế nào, gọi là sự hình thành chủng tử và các căn. Và dĩ nhiên nếu như thấu suốt được cảnh giới đó thì chúng ta cũng có nhiều cái hiểu biết hơn ở trong là hiểu biết trọn vẹn và cái bài cận tử nghiệp trung ấm và tái sanh. Và chúng ta kết thúc cái nội dung này sớm hơn cái lời hứa hẹn 2 buổi, tức là chúng ta học trong vòng 10 buổi, buổi sau là buổi cuối cùng. Và sau cái bữa mạc này và cái lớp này thì chúng ta sẽ khai kinh Thủ Lăng Nghiêm như hồi sáng thầy đã có thông báo. Và đó là một cái
cái giáo nghĩa đại thừa, một cái giáo nghĩa thâm thâm vi diệu. Thành ra thầy mong quý vị tiếp tay giùm thầy giới thiệu với bạn bè, những ai có cái tâm muốn hướng tới một cái bộ kinh lớn, thì chúng ta sắp xếp thời gian cũng vào giờ này, tức là 3 giờ rưỡi cho tới 5 giờ Chủ nhật hàng tuần ở tại đây. Chúng ta khai mạc cái bộ kinh mới vào ngày 13 tháng 5. Đó là kinh Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liệu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm, nói tắt là kinh Thủ Lăng Nghiêm. Như Đạo Phật, chúng ta dừng ở đây. Mời vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này